Chào các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ quay clip vườn cà phê Tròn Sen với Tân nha. Mời các bạn cùng theo dõi. Đây là cái cây tân dây của mình này. Trồng được 3 tháng các bạn, từ tháng 6 đến giờ. Còn cái hoa thì mình vắt hết rồi, giờ còn sót lại vài quả để coi. Cái giống đây là cái giống Tây Quan đấy các bạn, giống chân dây đây là giống Tây Quan. Mình trồng sen với cây cà, đây là cà viện của Egamat, mình đăng ký của nhà nước nha. Nhà nước được hỗ trợ 50%. Đó, giống cà phê này TR4 nha các bạn. Đây là cái giống cà phê TR4 của viện Egmat. Đây là cà phê này. Nhìn chung là quả thì cũng tạm tạm. Nhật khi nên có thể dập tắt điều thuốc này. Và baby girl em là điều duy nhất khi điều thứ hai, thứ ba, thứ tư là cháy. Tất nhiên em muốn tất cả lại đi những người ấy. Cứ khóc nếu em muốn, anh mong bên em có mơ vai. Nhưng ở bên em vẫn lắng nghe cho khi em cười trở lại. Anh biết em buồn vì daddy không cạnh bên và mama không hiểu em. Giữa cả những tin anh với tôi sẽ không thể chết như trong drama. Anh cũng từng như em, anh cũng đã chặt chừng những trong một đêm. Và chợt em biến như dạ lăn hương. Cô tàn khói trắng em là Quỳnh Hoa. Biết về em nhiều khi em quên pháp chính tả. Hiểu biết tên em cần thực pháp bình hoa. Nhưng bây giờ biết tên gì đây? Anh sai rồi, baby anh đã sai rồi. Và vì vậy anh cứ để em ra đi như gió phong mưa. Mưa nhất khiến anh có thể dập tắt điều thuốc này. Và baby girl em là điều duy nhất khiến điều thứ hai, thứ ba, thứ tư lại cháy. Tất nhiên anh muốn tất cả lại đi những ngày ấy. Cứ khóc nếu em muốn, anh mong bên em có mơ vai. Hoa cũng đều đều nhưng mà mình bắt hết rồi. Đó. Giờ vẫn còn. Đó. Hoa không á. Nhưng mà mình bắt hết rồi. Để chừng nào khi nó đầy dàn ấy, mình mới cho ra quả nha các bạn. Cho nó lên dàn đã, đầy dàn đã.
sẽ tắt đi thuốc này. Và baby girl em là điều duy nhất khiến điều thứ hai, thứ ba, thứ tư là cháy. Tất nhiên anh muốn tất cả lại đi như ngày ấy. Cứ khóc nếu em muốn, anh mong bên em sẽ có bờ vai. Anh ở bên em và lắng nghe cho khi em cười trở lại. Anh biết em buồn vì daddy không cạnh bên và mama không hiểu em. Giữa cả những tim này anh với tôi sẽ không thể chết như trong drama. Anh cũng từng như em, anh cũng đã chấp chừng những trọng mà đêm vẫn chờ em đến như xa lăn hương. Cô tàn khói trắng em là Quỳnh Hoa. Biết về em nhiều khi em quên những pháp của chính ta. Hiểu biết tên em cần thực pháp của Bình Hoa. Nhưng bây giờ biết tên gì đây? Anh sai rồi, baby anh đã sai rồi. Và vì vậy anh cứ để em dặn đi như gió phong mưa. Mưa còn sót lại vài quán. Nhìn cái lá to đùng, xanh lê luôn á. Đó là nhờ cái humic và amino đấy các bạn. Đó. Vừa phun vừa tưới gốc luôn. Nhìn lá rất đã này. Rất to đúng không? Và sau đây mình sẽ dừng lại clip tại đây nha các bạn.